Bạn có tò mò rằng là bạn đến với cuộc đời này để làm gì? Sứ mệnh của bạn khi sinh ra, lớn lên và làm việc trong cuộc đời này để làm gì? Thưa các bạn, nếu bạn có cái tổng họ và tên của bạn cộng lại, họ và tên của bạn cộng lại bằng 4, thì bạn có cái con số sứ mệnh là số 04. Và việc diễn giải cái con số sứ mệnh 04 sẽ cho chúng ta biết rằng là chúng ta đến với cuộc đời, chúng ta sẽ phải hoàn thành một cái nhiệm vụ gì. Số sứ mệnh 04, một cái con số mà khá là đặc trưng. Đặc trưng ở đây là thế nào? Bạn thấy rằng là số 4 là con số của cái tròn vẹn, của cái ngăn nắp, của cái kỷ luật, của cái tính kiên nhẫn, của cái người mà kiên trì hành động một cách liên tục. Và khi bạn có con số sứ mệnh là số 04, thì bạn có cái mong muốn trở thành người làm cái việc gì? Số 4 với cái đặc tính của nó, thì khi người mang cái số sứ mệnh của cái số 4 ấy, họ sẽ muốn họ trở thành cái người gọi là thúc đẩy cho cái sự ngăn nắp, thúc đẩy cho cái sự kỷ luật, thúc đẩy cho cái tính kiên trì. Và như thế thì họ rất dễ họ trở thành cái người mà trainer, hay cái người mà huấn luyện hay đào tạo, hay là cái nhà quản trị chuyên nghiệp, để mà qua đấy thì người ta giúp đỡ những cái con người khác cũng đạt được cái nền tảng như là họ. Thì bạn thấy rằng là với nhiều cái bạn mà có thể có cái số tính cách hay số linh hồn, hoặc là một cái bất kỳ một cái con số 4 nào đấy ở trong cái ngày sinh hay là trong cái con số đường đời, thì cái biểu đạt của người ta ấy là sự ngăn nắp, sự kỷ luật, sự kiên trì, rồi là sạch sẽ, rồi là sau đấy thì là làm việc ấy, nó có cái sự sắp xếp, có cái trật tự, có cái trình tự ở một cách liên tục. Thì khi mà bạn muốn trở thành một cái người như vậy, thì nó đi kèm với cái việc muốn ấy, đấy là những cái tính năng, những cái kỹ năng, hay là những cái biểu đạt ra bên ngoài của tính cách, nó cũng đi kèm theo, nó kèm theo. Ví dụ bạn muốn là nói người ta kỷ luật, thì cái từ kỷ luật ấy, nó sẽ được khuếch đại lên ở trong tâm trí của bạn. Và như thế thì bạn cũng sẽ trở thành cái người mà kỷ luật. Rồi, chứ không thể mình lại nói mà mình lại không làm như thế, mình phải là cái tấm gương. Khi mà là tấm gương thì bạn mới có cái khả năng để bạn đề nghị người khác cũng làm theo. Còn mình mà nói kỷ luật, sau đấy thì mình làm không kỷ luật thì mình cũng không thể nói người khác được. Tuy nhiên là cái việc nói thì nó lại truyền một cái tín hiệu từ ý thức cho cái tiềm thức của bạn, và qua đó thì là nó sẽ khiến cho bạn dần dần cũng trở thành cái người mà ngăn nắp, sắp xếp và kỷ luật. Nên cái từ khóa nào được chúng ta khuếch đại lên ở trong cái tâm trí của chúng ta, nó sẽ biến những cái từ khóa đấy trở thành những cái hành vi, và qua đó biểu đạt những cái thực tế trong cuộc sống. Tôi cũng chia sẻ với bạn về cái đặc trưng của cái con số 4 này mà tôi có dịp trải nghiệm. Thì những người mà có cái con số 4, bất kể trong cái ngày tháng năm sinh, họ tên hay vân vân thứ, thì đều là những người rất là thành công. Tại sao lại vậy? Vì là bạn thấy rằng là nếu chúng ta có một cái ước muốn, chúng ta có một cái tầm nhìn, chúng ta có một cái năng lực rất đặc biệt đi chẳng hạn. Nhưng mà cuộc đời ấy thì là nó có 3 cái phần thân tâm trí. Thế thì có phải lúc này mình làm trong một cái cảm xúc tốt thì mình làm liên tục được. Nhưng mà đến lúc khác mình tâm trí mình nó không tốt nữa, hay là cái cảm xúc mình nó đang bị không ổn, nhưng đấy mình lại bị trì hoãn. Thế thì cái trì hoãn hay là cái lười biếng đấy, nó sẽ được khắc phục bởi cái sự kiên nhẫn của cái con số 4. Và khi mà bạn có cái sự liên tục bởi con số 4 ấy, thì kể cả trong lúc mà tâm trí của ta nó không vui, kể cả trong trạng thái nào đi chăng nữa, thì ta vẫn nỗ lực để ta làm. Thế thì khi mà ta làm, nó qua đi một cái thời gian, ta làm một cách kiên trì đi được thời gian, thì tự dưng ta lại đạt lên một cái tầm mức mới. Ta sẽ thành cái chuyên gia trong cái lĩnh vực đấy chẳng hạn, hay là ta thành người xuất sắc hay dẫn đầu trong cái lĩnh vực đấy. Đấy thì cái số 4 nó đặc biệt đến như vậy. Số 4 ở tất cả mọi cái con số, chỉ số. Con số ở đây ví dụ như số ngày sinh, con số ở đây có thể là cái số trong tên gọi, con số ở đây có thể là cái chỉ số, ví dụ đường đời, tính cách, hay là cái linh hồn, hay là sứ mệnh, hay là thái độ, vân vân. Thì với bạn có được một cái con số đấy thì đều là rất là lợi lạc trong cái cuộc sống của chúng ta. Nên là làm gì thì làm, hãy là làm cho đến nơi đến chốn, và làm với cái sự kiên định, làm với cái sự kiên trì, bạn sẽ sớm gặt hái được những cái thành quả. Đi lâu rồi nó cũng thành đường. Hay là chúng ta có thể thành bất cứ cái chuyên gia trong cái lĩnh vực nào,
chỉ cần là chúng ta làm cái điều đấy nó đủ lâu thì đấy là cái biểu đạt của cái con số số 4. Và hy vọng rằng là bạn đã có thêm một cái góc nhìn nữa về cái con số sứ mệnh số 4, hay là tổng quan về con số 4 để làm cho cuộc sống của bạn nó trở thành tuyệt vời và hữu ích hơn. Bạn đừng quên là dành tặng cho tôi một cái nút đăng ký để qua đó thì bạn có thể sớm nhất nhận được những cái video mà tôi chia sẻ. Và nếu mà tuyệt vời hơn nữa thì bạn giúp tôi chia sẻ cái video này thì ai đấy khi mà họ xem được, họ nghe được, còn đấy họ cũng sẽ có được những cái điều tuyệt vời hơn, ý nghĩa hơn trong cuộc sống của bạn. Tức là bạn đã gieo đi cái duyên lành. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.